Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin tức dưa xin biết hôm nay, Lâm Canh Tân vẫn nên duyên cùng Triệu Lệ Dịnh, Trần Vị Đình và Dương Mịch luôn có quan hệ tốt. Tin tức dưa xin biết ngày hôm nay liên quan đến dàn sao hoa ngự Đình Đàm khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. 1. Lưu Hạo Nhiên khá nhàn nhã trong thời gian này, thỉnh thoảng nhận làm khách mời phi hành cho một số chương trình giải trí để lấp đầy khoảng trống. 2. Năm 9 hiện tại của Dự Phượng Hành vẫn là Lâm Canh Tân, lúc trước quyết tâm làm dự án này là bởi xem trọng cặp đôi Sự Kiều Truyện. Trước mắt, Triệu Lệ Dịnh vẫn chuyên tâm rèn luyện thể lực, võ thuật, tuy nhiên bộ phim chính kịch kia khả năng cao sẽ lên sóng. 3. Đường về, cả Tịnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận, hai bên đều đồng ý bình phiên. 4. Ngoại trừ chuyện tình cảm của mình, Ngô Thiến không có vấn đề gì trong các khía cạnh khác, cô ấy là một người khá khiêm tốn. 5. La Vân Hy gần đây lại gầy đi rồi, kể cả đoàn đội bảo anh ăn thêm thực phẩm hỗ trợ tăng cân, nhưng thể chất không dễ hấp thu, không có hiệu quả gì cả. 6. Lý do lớn nhất để Dương Mịch nhận lời tham gia Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, đó là cô ấy muốn diễn vai Hồ Ly. 7. Trần Vị Đình và Dương Mịch luôn có quan hệ tốt, hai người sẽ giới thiệu tài nguyên cho nhau. 8. Vương Nhất Bác bây giờ không tham gia các chương trình giải trí quá thường xuyên, anh ấy thường dành một khoảng thời gian hàng năm để làm những việc liên quan đến âm nhạc. 9. Trong tương lai, Triệu Kim Mạch và Lâm Nhất sẽ có một số quảng cáo đôi. 10. Vương Tuấn Khải hiện vào đoàn phim Vạn Lý Quy Đồ. 11. Chân Hoàn không thích dùng bộ phim của Trang của cô để kéo nhiệt bởi vì cô cho rằng bộ này đã kết thúc từ lâu rồi. Việc cứ bị nhắc đi nhắc lại sẽ khiến khán giả đóng khung hình thần tượng cho cô, không thích hợp cho việc nhận các vai diễn mới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.